Có bạn hỏi rằng, kính bạch Thầy, điều gì quan trọng nhất khi một người bắt đầu bước chân vào học hỏi, tu tập theo đạo Phật ạ? Thế là bạn muốn hỏi cái điều rất quan trọng khi một cái người đầu tiên bước chân vào học hỏi, tu tập theo đạo Phật, tức là bắt đầu làm quen, giống như các con gọi là mới tinh, chưa biết gì, phải không? Gọi là còn sơ cơ, chưa biết một chút gì, bây giờ muốn tìm hiểu đạo Phật thì cái gì là quan trọng? Đó. Các con biết là có đạo Phật rồi, thế nhưng bây giờ mình làm thế nào đây để cho cái bước đường tới đây của mình nó tốt đẹp nhất, nó an lành nhất, nó hiệu quả nhất, cái tính hiệu quả đó. Thế thì đầu tiên đó, để mà tìm hiểu về đạo Phật thì cái việc về học hỏi giáo lý, bây giờ kinh sách cũng nhiều, rồi kể cả trên mạng các con ạ, cũng nhiều, các con đều có thể tìm hiểu trên đó. Thế nhưng mà nếu các con không có người thầy hướng dẫn thì vẫn có thể chúng ta không tiến đạo được. Các cụ ngày xưa có câu đấy, gọi là không thầy đố mày làm nên, học đạo lại càng cần phải có thầy nhé. Cho nên các con nếu đọc kinh, đọc sách rất nhiều nhưng mà chẳng có một người thầy nào cho mình nương tựa thì mình không tiến đạo đâu. Thầy nghĩ rằng bản thân thầy tiến đạo được đến như bây giờ là vì thầy có chỗ thầy nương tựa. Từ lúc còn sơ cơ, thầy đã phải đi tìm thầy. Thế cho nên các con, cái điều rất quan trọng đối với người sơ cơ, ngoài cái việc học giáo lý ra, cái đấy trong sách, trong vở, trong kinh có thể mình tìm, mình đọc được. Nhưng mà tìm cho mình một người thầy, một đại chúng để mình nương tựa, các con ạ, quan trọng lắm. Vì đã tu học Phật là quay về thế giới tâm linh. Nếu mà quay về đấy mà ta không có người dẫn hướng cho mình, ta rất dễ lệch lạc, ta rất dễ buông lung. Nghe không? Bây giờ thế, thầy nói ví dụ cho các con mà đi học Phật, các con không có thầy nương tựa. Có thầy thì cái mối liên hệ tâm linh tự nhiên nó chắc chắn, nó ràng buộc. Và khi mình định làm cái điều gì sai, mình nghĩ tới thầy, tự nhiên là có khi nó dừng lại được, mình không dám làm. Nhưng nếu không có thầy, mình chẳng có ai cả để mình nương tựa, có thể mình dám sẵn sàng. Học Phật thì hay thật đấy, biết Phật Pháp hay đấy, giới Đức Phật hay đấy, nhưng mình vẫn sẵn sàng có thể phạm giới ngay. Vì mình chẳng có ai kiểm thúc, mình không có ai dìu dắt mình. Đó, các con thấy không? Cho nên cái điều đầu tiên đối với người học Phật rất quan trọng là tìm cho mình một người thầy, một đoàn thể, một tăng đoàn để mình nương tựa nha. Các con phải tìm, giống như thầy ngày xưa cũng vậy. Thầy cũng đọc rất nhiều Phật Pháp nhưng mà thầy vẫn thấy là mông lung. Sau đó thầy phải đi tìm một người thầy cho mình. Phải đi tìm ở đất miền Bắc cũng rất nhiều nơi. Và thầy nhớ thầy lúc đầu thầy tìm đến Hòa Thượng Pháp Chủ, Hòa Thượng Đại Lão Thích Đức Nhuận, đệ nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà tiếc lắm, đến năm ấy là Hòa Thượng đã 90 mấy tuổi rồi, 94, 95 tuổi rồi. Thế Hòa Thượng bảo bây giờ thầy già quá rồi con ạ. Thì thầy sợ thầy không có thời gian để kèm cặp giáo dưỡng cho con. Nghe không? Sau đó thầy tìm đến chùa Một Cột, thầy gặp Thượng tọa Thích Thanh Cần. Thì thầy có nương Thượng tọa một thời gian và sau đó thì Thượng tọa đã mất. Đó. Thượng tọa đấy cũng rất giỏi, cũng rất đức độ, chuyên châm cứu cho mọi người miễn phí đấy. Đó. Thế thì sau khi mà rời Thượng tọa Thích Thanh Cần thì cụ yếu và cụ viên tịch, thầy thì đi tìm Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nghe không? Vì lúc ấy là thầy đã được biết đến Hòa Thượng Thích Thanh Từ và thầy biết đây người này sẽ chính là thầy của mình. Lúc đấy thầy chưa đi tu mà, và thầy chọn Hòa Thượng và thầy nương theo Hòa Thượng, thầy quy y với Hòa Thượng. Và sau đó thì cái duyên đúng là như vậy, đến lúc đi xuất gia thầy cũng xin làm đệ tử của Hòa Thượng đấy. Và thầy nghĩ nếu cuộc đời của thầy đến ngày hôm nay không nhờ ân đức của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thầy không được như thế này. Không nhờ những sự giáo dưỡng của Hòa Thượng, không nhờ tăng đoàn thanh tịnh của Hòa Thượng thì thầy không được như hôm nay. Đấy, cho nên cái ơn của người thầy rất lớn từ buổi ban đầu sơ cơ cho mình. Nhá, cho nên đối với tuệ tâm thì thầy muốn nói các con thế, phải chọn lựa cho mình một người thầy, một tăng đoàn để mình nương tựa, mình có lòng tin vững chãi. Các con đi đâu các con thấy, à, có thầy, có tăng đoàn đấy.
À, tại sao mình không vượt qua được điều này mà các thầy làm được, mình sẽ cố gắng. Nghe không? Tức là có những gương, tấm gương cho mình để cho mình vươn lên. Thế còn nếu tu học Phật mà các con không có thầy, không có những tấm gương cho mình, không bao giờ các con tiến đạo được. Cho nên người ta gọi là tu hành thì sao? Phải có thầy, có bạn, ăn cơm, có canh, tu hành, có bạn như vậy. Có thầy, tự nhiên niềm tin của mình vững chãi. Nghe không? Có tăng đoàn yểm trợ cho mình vững chãi. Đó. Và như vậy mình rất là tiến bộ. Đấy. Không thể không có một hội chúng cho mình nương tựa. Nhé. Cho nên cái điều đầu tiên bạn này hỏi, điều gì quan trọng nhất khi một người bắt đầu bước chân tìm hiểu, học hỏi, tu tập theo đạo Phật? Nghe không? Thì hãy tìm cho mình, cố gắng tìm cho mình một người thầy, một đại chúng để mình nương tựa. Cái điều đó rất quan trọng. Nếu các con không có chỗ nương tựa vững chắc, các con sẽ lung lay ngay. Và nay có gặp người này, ta nói thế này, đi theo, mai mốt thì Hội Thánh Đức Chúa Trời đến, nó dụ các con cũng đi theo ngay. Nó bảo đi theo Đức Chúa Trời là không phải làm ăn gì, tự nhiên là Chúa sẽ mang thức ăn đến cho mình. Mà cũng nghe, không phải làm gì rồi cũng sẽ sung sướng. Các con nó nói dụ một hồi rồi các con cũng nghe. Thế nhưng mà nếu các con nương tựa, ví dụ nương tựa Chùa Ba Vàng mình rồi, và có thầy đấy rồi, có đại chúng chư tăng, mình yên tâm, không thể có chuyện đó, mình được nghe các thầy giảng pháp. Và cái năng lực nữa, cái năng lực khi mình nương tựa các thầy, tự nhiên có năng lực gia trì. Cũng giống như các con quy Tam Bảo thế, và chân thật quy Tam Bảo, có sự gia trì của Tam Bảo cho mình. Thế giới tâm linh nó rất kỳ đặc, kỳ diệu lắm, không phải chuyện bình thường các con ạ. À, khi mình chính thức thật lòng quy Tam Bảo, mình sẽ nhận được năng lực gia trì của Tam Bảo. Cũng giống thế, các con chân thật phát nguyện tu hành như hôm qua Thầy nói, thì sẽ cảm ứng mười phương chư Phật. Đấy. Rồi có thể đấy, Phật sẽ có cho một ông Đề Bà Đạt Đa đến với mình. Nghe không? Nhưng mà phải thật tu mới có Đề Bà Đạt Đa, chứ đừng vậy. Không phải là chuyện chơi đâu. Nghe? Ông Đề Bà Đạt Đa cái gì ông cũng chống trái với mình đấy. Nghe không? Nhưng mà phải thật tu. Thế làm cho mình là sao? Thầy nói các con biết cái tâm tính mình nó nhiều gai góc. À, giỏi giỏi một tí thì kiêu mạn, nghe không? Đấy, mà kém kém một tí thì lại tự ti. Phải có ông Đề Bà Đạt Đa đến ông chọc cho mình, ông quậy mình thì mình mới tốt lên được, nghe không? Mình tự ti thì ông lại đến ông kích mình, à, mình kiêu mạn đến ông chặt mình. Đấy, thế là mình mới tốt, mình mới nhẫn nhục được, nha. Thế nhưng mà phải chân thật phát nguyện tu hành mới cảm ứng được có ông Đề Bà Đạt Đa. Đấy, còn mình không thật tu, mình chỉ gọi là chơi chơi, tu chơi chơi thì chưa có Đề Bà Đạt Đa đâu. Có bạn xấu thì có nghiệp quả của mình thì có, và người ta đến đòi nợ mình thì có, chứ không phải có Đề Bà Đạt Đa như Phật Thích Ca đâu. Nha. Thế thì đấy là thế giới tâm linh nó rất là mầu nhiệm các con ạ. Nếu các con chân thật nương tựa Tam Bảo, nương tựa Tăng Đoàn, các con sẽ được gia trì lực. Người ta gọi là gì? Có Phật, Phật lực, Pháp, có Pháp lực, và Tăng có gì? Có Tăng lực đấy. Tăng lực đây không phải là bò húc đâu nha. Tăng lực thật đấy, nghe không? Lực của Tăng Đoàn gia trì cho mình, nghe không? Chân thật một lòng tin tưởng nương tựa, các con sẽ được năng lực ấy gia trì bảo hộ cho mình, nha. Nó giúp cho mình rất nhiều đó. Cho nên điều rất quan trọng với câu hỏi này là các con biết tìm thầy, tìm cho mình bậc minh sư, cho mình một tăng đoàn thanh tịnh để mình nương tựa. Điều đó vô cùng quý. Đánh mất cái đó là mình mất rất nhiều. Đấy. Cho nên Thầy đã nói, cái kết quả Thầy được như hôm nay hoàn toàn từ công đức của Hòa Thượng Thích Thanh Từ đối với Thầy, từ tăng đoàn giáo dưỡng của Hòa Thượng giúp được cho Thầy cái điều này. Cho nên nếu mà Thầy nói Thầy mà đi vào chỗ khác, chưa chắc Thầy đã được thế này. Có khi Thầy lại trở thành một người rất có thể bê tha, nghe không? Là chuyện thật đấy các con ạ. Không phải chuyện là không đâu. Có những người đi xuất gia rồi, nếu không phải gặp thầy tốt, thầy sáng, mà gặp phải người thầy người ta lôi thôi, mình cũng lôi thôi cả cuộc đời mình luôn đấy các con ạ. Cho người ta gọi thầy nào trò đấy, nghe không, là như vậy nhé. Cho nên điều rất quan trọng của người sơ cơ học đạo Phật, à, ngoài cái việc tìm hiểu giáo lý ra, Thầy chưa nói nhưng rất quan trọng, hãy tìm cho mình một người thầy, một đại chúng để mình có chỗ nương tựa về tâm linh, nó yên ổn và có nơi có bến đỗ hẳn hoi, mình không bèo dạt mây trôi, nghe không? Thì mình lênh đênh không thể nào phát triển được nhé. Đấy là câu hỏi thứ nhất, Thầy xin trả lời.